vào dịp giữa thu tháng 10 năm 2022. Những cựu sĩ quan, nguyên cán bộ giảng dạy khoa học cơ bản Học viện Phòng không Không quân đã tổ chức một chuyến dã ngoại về thăm đồng đội, thăm gia đình đồng chí trưởng khoa Đàm Quang Giang của chúng tôi tại thị trấn Quảng Yên, Quảng Ninh. Chúng tôi đã tổ chức một chuyến xe xuất phát từ thủ đô Hà Nội, mặc dù trên chặng đường khá dài trên 140 km đến thị trấn Quảng Yên, nhưng mọi người ai cũng háo hức, gặp gỡ vui vẻ, vẫn cất cao tiếng hát nhớ lại một thời tuổi trẻ đẹp tươi của mình. Son sắt xương cả mòn cờ để ngàn đời bên vững tổ quốc ta, trời cao muôn năm trôi loạn dù sương gió tuyết rơi, dù hồng vắng ngôi sao giữa trời, hòa trái tim với tiếng ca chúng ta đi trên một đường xa. Trên chuyến xe của chúng tôi cùng đồng hành lại còn có một nhạc sĩ nổi tiếng Hoàng Lân. Thế là những bài ca 60-70 năm về trước về trẻ em của nhạc sĩ lại được vang lên. Tí nữa hát một bài của nhạc sĩ Hoàng Lân. Đúng rồi, đúng em rồi, đây, đây, bài đây. Hát bài em đi thăm miền Nam. Hay là người cho em tất cả là Bác Hồ Chí Minh. 2-1 trái nắng mai mai là những sớm bình minh, cho những đêm trăng đẹp là chị Hằng tươi xinh, cây cho trái là cho hoa, sông cho tôm và cho cá, trong xuồng gió cũng múa chim đang lời reo ca. Anh bộ đội đến nhà cho em nắng dũng cảm, cô giáo cho bài giảng yêu xóm làng phía xa, cùng em vượt đường xa xôi là chiếc khăn quàng thắm tươi cho em tất cả, cười cho em tất cả lẽ bất cười thắm ngày ước mơ, cười cho em tất cả là Bác Hồ Chí Minh. Em Phương, Hương bây giờ trông lâu ngày không gặp. Tôi đến đây hai tuổi, hai tuổi rồi. Tôi đến đây hai tuổi rồi. Đến đây. Ôi trời anh nhỉ. Ôi trời. Trần không có gì thay đổi. Vâng. Rồi em nhìn thấy anh cảm giác. Đi chơi phi ba với nhau à? Em về. Nào, vâng, cái mâm, 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 cái mâm,
Anh Giang và anh Linh bằng tuổi nhau, sinh năm 42 và bây giờ là bước sang tuổi 81. Mời mọi người lên trên mâm mới ạ. Và đây là cảnh chờ để xếp hàng chụp ảnh lấy chứng minh thư. Anh chị em giáo viên khoa cơ bản cũ cùng các bạn của mình đã trong khi đến dự cái cuộc họp ngày hôm nay. Trước hết, tôi rất là vui mừng, cảm động được đón phải đến 3/4 số giáo viên cơ bản cũ của ta đến gặp mặt ngày hôm nay. Chúng ta họp mặt ngày hôm nay là một cuộc họp mặt lịch sử, bởi vì chưa bao giờ có một cuộc họp mặt được đông đủ như thế này. Và chúng tôi rất là cảm động, gia đình rất cảm động và rất là vui mừng được đón tiếp tất cả anh chị em về ở đây. Thì gia đình thì chỉ có bữa cơm đơn giản, mời tất cả mọi người vui nâng cốc chúc mừng sức khỏe cho tất cả mọi người chúng ta. Chúc cho mọi người khỏe mạnh và cái mối liên hệ giữa tất cả chúng ta ngày càng chặt chẽ hơn. Xin cảm ơn. Bạn chiến đấu và công tác Học viện Phòng không Không quân có đôi lời phát biểu với lại anh Giang và chị Hội trong ngày gặp mặt hôm nay. Kính thưa anh Giang, chị Hội, kính thưa anh Nguyễn Bản Linh, nhạc sĩ và tất cả các bạn gặp mặt thân mật ngày hôm nay. Thì trước hết tôi phải nói rằng là xin cảm ơn ban tổ chức đã giới thiệu tôi đại diện cho tất cả các bạn, để nên cảm ơn gia đình cũng như có đôi lời nói chuyện với một số bạn và một số đại biểu về đây họp mặt vui vẻ. Xin chúc mọi người mạnh khỏe an khang, kính chúc mọi nhà vạn sự bình yên, để lại gặp nhau nhiều mùa xuân nữa. Xin phép tôi cũng xin phép hội nghị tôi được nói một vài câu về bạn của anh Giang. Thưa anh Nguyễn Hoàng Lân, xin chúc anh và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và ngày càng có nhiều tác phẩm hay để giúp đỡ cho đời nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn. Đấy, hôm nay thì gặp lại bạn cũ người xưa 50 năm, tức là từ 57 đến 89, thì lúc ấy tôi làm trò của bác Vĩ là sinh ra trường Gia. Bác Vĩ lúc là trước bác là giáo viên nhưng sau bác là trưởng ty giáo dục, tức là giám đốc sở đấy. Thì lúc ấy tôi là trò. Vừa rồi thì tôi rất cảm động ở chỗ là gặp bà đấy. Ngày xưa tôi biết bà mà, biết bà đấy. Hôm nay bà hỏi bà rồi, bà chứng kiến rồi. Bà có nhớ Hoàng Long Lân không? Thì bà nói rằng Hoàng Long Lân ở Ngô Quyền. Niềm vui được nhân đôi.
chỗ lại gặp cả khoa, gần như hầu hết cả khoa. Mà ngày xưa là anh đang công tác đấy, cả khoa đây, tất cả các anh chị đều là các sĩ quan quân đội. Sau khi nghỉ hưu thì tôi đi 63 tỉnh thành, thì tôi có viết những bài hát cho 63 tỉnh, 63 tỉnh thành, bài ca trên những nẻo đường đất nước 63 tỉnh thành, tất cả đều có bài hát hết. Hôm nay trong cái buổi hôm nay thì tôi đã tặng cái tập nhạc này, cho hai bạn của tôi. Thế mà trong này thì cũng xin cái này nói, tức là có cái ảnh gọi là chụp với lại ông chủ tịch nước Hoàng Long Lân, được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật, cho nên là chỉ có sáng tác bài hát cho thiếu nhi. Và bài hát thiếu nhi thì cũng vừa rồi các bác cũng biết, vừa rồi tôi đã cảm ơn mọi người rồi, ở trên xe ô tô các bác ấy hát cái bài hát Hoàng Long Lân cách đây 62 năm, mà các bác ấy vẫn nhớ, các bác vẫn thuộc. Thế nên tôi cảm động, cảm ơn mọi người đã vẫn nhớ được bài hát như thế. Thì hôm nay nhân cái cuộc mà rất là vui và xúc động này, tôi tặng hai bạn của tôi tập bài hát này. Vâng, thế xin chúc em thật vô cùng cảm động. Các anh mới là nhiệt tình với chúng tôi. Bây giờ hạnh phúc thì sao, là hạnh phúc nó là bước nào, 1, 2, 1, 2 rất đều như trong quân ngũ đó thì mới hạnh phúc.
kia nắng sớm mai chiều soi ngàn buồn chia xa. Chúng em vây quanh cô giáo trong giờ chơi. Từ đôi mắt xinh nhìn lên bản đồ Việt Nam. Lắng tai em nghe lời nói sao dịu dàng. Đây miền Nam đồng ruộng mây mông. Cây lúa thơm vàng gạo trắng nước trong. Kiều long lắm vội nên quê hương nhà. Lúa xanh tha mời tươi tốt vì phù sa. Hà Nội!